nào hả chú? Trời đất ơi, chú ơi, nếu chú nghe một cái chú bùng lợn luôn. Nó làm mà góp phen làm hươi. Dạ. Còn hơn dòng bão nữa. Nó tản cơ hồn vậy đó chú. 3 giờ sáng. Trong khi mọi người đều ăn giấc. Nó làm như là trời đất sụp đổ. Hỏi rồi, tao nhìn một cái là sáng nghe kinh hồn mặt vía, chạy thức dậy ra coi là hết hồn rồi. Dạ. Mấy đêm đầu hết dám ngủ, sợ lỡ nữa. Dạ. Thầy nó cũng làm là hơi góp ha, ghê lắm kìa. Nó tương tựa như là mà cái cổ que mà nó cào lộ vậy đó. Gỗn gục. Một địa điểm sạt lở cũng rất là nghiêm trọng. Một con đường và những cái nhà dân đang nguy cơ sẽ là sạt xuống mấy sông. Cao Tông Bị Lóc đang ở khu vực xã Phú Hữu của huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Hôm nay Cao Tông Bị Lóc trở về đây để cập nhật tình hình ở khu vực này, cũng như là hỏi thăm một số cô chú bác là con đường sập từ khi nào và hiện tại thì cuộc sống của bà con sẽ ra sao nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ theo con đường đa này để đi vào trong nha. Đây là cái con đường đi vào trong khu vực phía trong nè. Bữa nay thì mình đi với bạn Kỳ Gâu. Đây mình thấy có một cái bảng để là cảnh báo sạt lở nguy hiểm luôn. Tôi đang biết là xe của bà con đi ngang được hay không nha. Nó là nguyên một cái con đường bị sạt lở rất là nghiêm trọng luôn. Ủa cái đường này chạy qua được không hả chú? Không được luôn hả chú? Dạ. Trời ơi, con đường gì mà lỡ dữ hằng vậy ta? Chị hả? Gần một tháng rồi hả anh trai? Hơn tháng rồi. Dạ. Hơn tháng đó. Trời trời, gì mà mất tiêu nguyên con đường luôn hả? Trời nó lúc mà đó. Vậy hả? Ừ. Cái bọn nó gặn đây sao lúc mà đó. Cái đường là nằm tuốt ngoài cây câu luôn anh. Ừ, ngoài cây câu á. Trời ơi, dữ vậy đó hả? Vậy là mà những cái phần đan là mất tiêu hết luôn rồi hả anh trai? Cái đan nó làm. Đan làm tới đây. Dạ. Mới làm tới đây rồi anh cháu đồ nó. Dạ. Dòng cái đó. Như vậy là cái phần đan thì cũng mới tới đây ha, nhưng mà cái chỗ nơi đây nè, uống ra đó đó, cái lộ nó nằm quay ra ngoài đó đó. Dạ. Bạn từ đó mà ra ngoài tới là 9 mét. Chính thức này à. Ừ. Chính thức là xa lắm á nha. Cộng bê tông này. Cái nó lúc mà cái cao đó mà. Trời từ miếng này ra ngoài đó là 9 mét hả? Hết hồn xa luôn trời ơi. Không phải là có ai khi mà sập xuống rồi là có ai đo cái bề sâu nó bao sâu không hả anh trai? Không gặp ở đây. Dạ. Tôi hỏi thăm ông hai trong kia. Dạ. Có biện pháp để mà khắc phục lại đây mà cứ ngày nào cũng có người hỏi. Dạ. Con quay xem tình hình của bà con làm sao rồi. Dạ. Dạ con chào chú. Dạ con chào chú ạ. Bây giờ là bà hãy cắt tập lãnh đạo bà con làm sao có biện pháp mà sớm khi nào tốt mấy điểm. Dạ. Ngăn chặn rồi đến coi vài bữa nữa là nước nó lũ tràn banh nhà cửa hết. Dạ. Cái đó là sụp, cái này là cái thời gian buổi sáng hay là buổi tối ha bác? Khoảng 3 giờ sáng. 3 giờ sáng. Trong khi mọi người đều ăn giấc. Nó làm như là trời đất sụp đổ. Rồi, dữ gì đó hả bác? Là cái âm thanh nó dữ lắm. Chú thấy là coi khoảng 500 mét vuông bề mặt. Mà nó xuống khoảng 3 thước là chú nhân lên coi cái thể tích nó là bao nhiêu. Dạ. Bao nhiêu mét khối? 1,000+ mét khối mà. 1,000+ mét khối mà nó bứt ra để mà nó dở cái chỗ khác là chú thấy cái sự vận chuyển của nó cỡ dạ. Nào. Nó chuyển động. Mấy cái ngày mà trước khi sụp đổ là nó có dấu hiệu gì không hả bác? Có chứ, trước đó hai ngày thấy nó có một lần nứt như vậy. Nứt nhỏ vậy luôn hả? Nứt nhỏ vậy tôi nói tôi dự đoán là cái này có chứ chưa đâu, khoảng vài ba tháng nữa mới có vấn đề mà. Mà về đâu tôi đi, sớm có hai ngày mấy đứa điện về nó điện lên nó nói xuống trên. Mà tôi tính nó xuống từ cầu phà mà từ khoảng chỗ có cây đốt đó. Dạ. Chở đi đặng thôi. À về đâu tôi quất nguyên cái cầu phà đó, lại cầu phà chỗ này, cái cầu cũ quất luôn cái nữa, tới miếng luôn. Chứ
là ngày trước ở đây có cái cầu phà hả bác? Hai bến phà mà. Bến phà được mười mấy hai chục năm. Ồ, vậy là ngay đây là ngay bến phà luôn. Dạ. Ồ, vậy rồi hiện tại thì phà di chuyển nghỉ, bằng phà nó nghỉ trước vì gì có cái cầu cầu bắc qua sông đó. Dạ. Phà nó vẫn hoạt động. Nghĩa là phà hồi trước là hoạt động nhưng mà cái thời gian cách đây cũng lâu rồi. Nghỉ cách đây cũng lâu rồi. Đây cũng năm ngoài chứ gì. Dạ. Bị cái cầu bắc qua sông nó hoàn thành rồi. Dạ. Đi bằng cầu không chứ đâu ai đi bằng. Dạ. Phà nữa. Trời ơi, con thấy sụp gì đâu mà nhìn một cái là ốc nổi luôn, trời mất tiêu con đường luôn. Tôi làm bài toán hồi nãy đó. Có thể tính là khoảng 1500 mét vuông ạ. Dạ. Ôi mét khối á. Mét khối. Dạ. Hết hồn trời. Con thấy đó, bác thứ mấy bác? Dạ. Bác thứ mấy? Tôi thứ ba. Thứ ba. Thứ ba. Bác thấy cái nhà này như bà con đang xây dựng lên hay là giờ tháo dỡ? Cái bác quản hồn bây giờ. Là bà con ở đây sợ quá rồi. Sợ quá giờ coi. Dạ. Chính quyền thì có lên tiếng là nếu mà ai giờ thì hỗ trợ cho 30 triệu để mà dạ. Đi chơi. Hỗ trợ chứ không phải ta bồi thường á. Dạ dạ, hỗ trợ ha. Chủ nhà ở đây sợ quá rồi đi luôn. Sợ quá đi luôn. Ở đây còn bên không? Kia thì còn vận động hai người kia đó mà hai người kia chưa có điều kiện ha. Chưa có chịu gì, lấy vô là cái gì mà 30 triệu bây giờ mà chưa đưa dân lấy gì ta làm. Dạ, cũng đang đợi ha. Ở khi nào mà làm rồi đó. Rồi nhà nước mới chung 30 triệu đó, hỏi bây giờ mà lấy tiền nó mà làm dân dân mà mướn hàng ngày không. Nói chung nếu mà có kinh phí thì sẽ dời liền luôn ha. Có thể là di dời được. Dạ. Vậy là hai cái căn hộ đó là trong cái di dời luôn hả bác? Rồi đây là 1, 2, 3 hộ đó. Con thấy cái nhà mà di dời này rồi nè bác, là con thấy cái này là mới hả? Cái nhà này mới dữ lắm luôn á. Cái này cũng 6-7 năm à. Dạ, 6-7 năm ha. Bác ở đây là giống như nó sạc cái này, lúc đó là nó đi nguyên một khối luôn hay là nó đi nguyên một cái đùm gì luôn, một cái một luôn hả bác? Để một cái một luôn. Tôi đi về tôi thấy là tôi hải hùng. Rồi sau một đêm mà bác đi về không là nhìn hết ra luôn, nhìn hết ra luôn, không nhỏm còn hết hồn con đường luôn mà. Nhưng mà trong khi đó nhà của bác cũng gần cái khu vực này luôn. Nó sát nách tôi rồi. Đây nè, cách khoảng gào ra khoảng tầm 2 mét ngoài hả bác? Ừ, nhà bác là giờ cũng kế đường luôn rồi nè. Dạ đúng rồi. Thành ra tôi nè, tôi về tới đây là tôi thấy cái bản thân tôi thấy cái căn gà luôn à. Căn gà mà nếu mà lỡ nó có đi cái này thì nó dứt cái về này thôi chứ không có nghĩ mấy chỗ kia. Dạ. Vậy là bác cũng chuẩn bị luôn nha bác. Còn cái hàng rào này cũng vậy đó nè, hàng rào trước này là tôi cắt đà hết. Rồi luôn hả bác? Tôi cắt đó chỗ mà tôi bươi tôi cắt ra hết. Còn trên đó thì tôi cũng cái trên đó tôi cũng cắt luôn. Cắt luôn nặng cho nó nếu mà nó có xuống thì nó đi cái về này thôi chứ không có gì vào mấy về kia. Dạ. Bác cũng chuẩn bị cái từ mình đó phó cái tính cách đó phó. Dạ, có nghĩa là bác. Có nghĩa là bác chuẩn bị cái phương án dự phòng trước để mà nếu mà có, nói chung là mình nói quá đi là nó sụp thì sẽ sụp ở cửa cổng thôi. Cái phần nào thôi chứ nó không có gì hết trơn những cái vàng này. Rồi nói chung là bà con ở đây hiện tại là đang rất là sợ nguy cơ là sẽ sụp nữa. Dạ. Có thể nói là nó rất là hoang mang. Dạ. Hoang mang rất dằn. Chắc cái tối ngủ cũng... tối ngủ phòng tối mà khi mà tảng sáng rồi vậy thứ chị tôi mở cửa ra là tôi dòm trước. Dạ, có còn hay không hả bác? Rồi, đúng rồi, dạ. Nói chung là giờ tạm thời vậy đó. Tại vì bác ba đi sau một đêm, bác ba trở về là nhìn mọi vật ở đây nó khác độ hoàn toàn ở sớm của mình nè. Tôi về tôi thấy là tôi nó hai cây cột đó là hai cây cột điện của nhà của thằng rể tôi đó. Dạ. Cột phụ nó nằm đó mà cái cột điện nó siêu luôn. Bị nó mất sợi dây chằng. Nó nghiêng luôn hả bác? Hả? Nó nghiêng luôn hả? Ở cái cục điện cũ nó cắt nó để nằm vậy đó là cái cục điện ở phía ngoài đấy ha. Nó siêu vô cái này nè, siêu cái này mà ngay chân nhà của thằng rể tôi thành ra sợ nó đứt cái dây chằng đó. Dạ. Nó lỡ đứt dây chằng rồi ra mới thay đó bác. Gì là trong cái ngày sạt lở đó rồi có thiệt hại bà con mình đây không bác? Ba thiệt hại về nhân mạng không có, nhưng mà của cải thì cũng như cây cối vậy thôi chứ không có gì. Là đại khái là cây thôi ha. Cây. Cũng khá là may ha. Mà con thấy là sụp là tới hình như là tới mấy nhà bà con hết luôn rồi. Tới là có cái nhà đằng kia là con thấy tới hàng ba luôn rồi đó. Mấy cái nhà kia vậy đâu. Dạ. Giờ là chắc bằng đêm mà thật sự là rất là phập phồng luôn nha. Dạ. Giờ bác trai thì nói chung là nhà của bác trai là chưa có sụp nha. Nói chung là chưa có ảnh hưởng nhưng mà hiện tại là bác đã tính cái phương án dự phòng đó là cắt những cái bê tông nha. Nó cho nó rời ra để mà nếu mà có lỡ có gì thì bác
sẽ bỏ đi một phần và nói chung là giờ là bác cũng đang rất là gầu, bằng đêm có thể là ngủ không được luôn. Đoạn sống như sinh viên của tổ mà chỉ có rượu mới làm quên hết mấy cái chuyện mà buồn phiền thế gian này đó. Tối cái quốc vài cốc rượu vô cho ngủ ngon. Chứ giờ cũng gầu lo lắm hả bác. Uống rượu cho nó quên sầu mà. Thì rất là thương bác nha. Nói chung là nhà của bác ba thì chưa có ảnh hưởng, nhưng mà hiện tại thì cái nguy cơ nếu mà có sạt lở nữa thì sẽ có ảnh hưởng tới nhà bác nha. Bây giờ bác rất là sợ nha. Đây nè, trước cửa nhà bác nè. Hiện tại thì nói chung là đan ở đây là có thể là... Ôi ôi, bọng ở dưới hết trơn luôn, có gì rồi. Hết luôn, có gì rồi. Trời ơi, mất tiêu hết trơn. Cô bác anh chị xem nha, mình không có thấy nha. Đứng xét rồi, xét đá luôn rồi. Ôi, vậy là hết luôn rồi. Cái miếng đan này có thể sập xuống nha. Đây, 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 mình di chuyển xuống kia đi. Đây, bây giờ mình qua quay kia cận cảnh cái hiện trường này cô chú anh chị ơi. Nó nguyên một con đường nha, là ba căn nhà là như đều tiêu tan hết trơn rồi đó. Nó ở đây thì có một hộ dân người ta đã di dời luôn rồi, nó những cái phần thiết là người ta dỡ hết rồi, chỉ còn lại hai mảng tường thôi. Nó bây giờ nè, mình trở lại đây, mình qua đây mình thấy là ở dưới đó là nó bị hầm ếch rồi nha, mất tiêu phần đất hết. Cái đám bị cộng luôn á. Ghê ha, nó sụp xuống ghê lắm. Nó nguyên một cái mảng đất ở dưới đó là mất tiêu hết trơn nha. Đây nè. Còn đây là cái diện tích từ đây cho tới cái cây dừa ngoài đó luôn là khoảng 9-10 mét nha. À, hầu như là mất hết rồi đó. Đó. Ở đây hồi xưa là một cái bến đò. Đò đưa qua bên kia. Nhưng mà nghỉ thì cách đây khoảng tầm năm mấy rồi. Và hiện tại thì không có đưa nữa, do cái cầu ở phía ngoài đã hoàn thành. Còn đây là những cái căn nhà nguy cơ ảnh hưởng rất là cao luôn. Nhưng mà hiện tại thì bà con cũng bám trụ ở đây nha. Do nhiều hoàn cảnh cũng như là nhiều khi bà con người ta không có tiền á, hoặc là không có đất để mà di dời chỗ khác á. Đây, những căn nhà tường nha. Căn nhà bên này lớn nè cô chú anh chị. Nhưng mà hiện tại thì tới mí luôn rồi. Nói chung là nguy cơ rất là cao nha. Ồ, vậy là cái xăng. Cái này là cái xăng. Không, cái này là cái xăng nhà nè. Còn cái đường là bên đó đó, cái đường là xăng luôn. Cái đường là bên đó ha. Cái đường dài ở đây nè. Nói cái đường là phần dài đây nha. Cái này là trong tới hàng, cái này là hàng 3 luôn rồi. Nó trước nè, cái nền luôn nè. Nó. Đúng không? Là mất hết trơn luôn rồi nha. Chỗ này là mất hết rồi đó. Giờ cái đường này là kiểu như là không có thể di chuyển xe qua được luôn rồi. Người ta đóng cửa nhà luôn rồi. Sao ông ớn sợ lắm luôn á. Tại vì hiện tại là nó sụp ở phía ngoài này, không biết là sâu hay là cạn hay là như thế nào rồi. Bây giờ con này ta cũng rất là sợ. Nói cảm giác nè, cả chục mét đã bị sạt lở rồi thì cái nguy cơ mà nó sạt vô trong nữa thì rất là cao luôn. Đó. Nam mô Di Đà Phật. Sạt trơn luôn nè. Giờ thì nhà thì mình thấy đóng cửa nè, không có người ở nè. Nói chung là những cái căn nhà ở đây là bà con người ta hiện tại là rất là sợ luôn. Đó, cái đường này bên đây là hầu như là xe là không bao giờ qua lại được nữa rồi đó. Chỉ đi bộ qua thôi chứ không có đường nào mà di chuyển xe được nữa rồi đó. Đây chính xác là ba căn nhà nha, trước cửa ba căn nhà thì như sụp đổ hết. Thì ở bên đây có một cây cột điện ghê tàn. Ui, những cái cột điện bị ngã đổ luôn. Cái này cái đường cao thế nha. Còn cái này nè, cây này như là cây chằn của cái cây bự thôi vậy, hay là cây cũ gì không biết. Nó sụp xuống hết trơn luôn nè. Rồi bên đây nè, nguyên một cái mảng đất nha, hầu như là hết luôn rồi nè. Đây nè, nguyên một cái mảng đất nè, này là mới sụp luôn nè. Mình nghĩ cái này là mới nè, rất là mới luôn nè, đất mới nè. Trời, có thể là cái này là tiếp tục sụp nữa nè. Nhìn ghê không? Này biết có cô chú bác nào trong nhà không?
Dạ chú, là nguyên một cái con đường này là chỉ sụp một ngày một duy nhất luôn hả chú? Sụp một ngày một. Dạ. Một mà nó dài vậy. Ghê thật. Sụp chỗ này là lớn nhất luôn hồi đó giờ. Nó cái kia sụp mà nhỏ, giờ sụp này lớn nhất. Không thấy nguy cơ mà nó sạt vô nhà là rất là cao luôn á. Tại vì tới luôn rồi. Bên kia người ta dỡ bỏ cái nhà đó, mấy nhà đó. Mấy nhà đó cũng... ông cũng lo lắm, không hết ngủ, ông nó ở hết được. Mà ông không có tiền về nhà. Dạ. Hai, ba trai con nữa. Cũng giàu ha. Tôi vừa tới Mỹ mà không biết chừng nào nó mới lỡ nữa. Trời ơi. Chắc giờ chắc ngủ bằng đêm chắc cũng hồi hộp lắm hả chú? Hồi hộp lắm. Dạ. Tuy là nó chưa có tới cái xăng mình thiệt nhưng mà hồi hộp lắm. Có trụ điện mới về nữa kìa. Trụ điện nó sợ nó sập xuống nữa. Là cái trụ điện ở ngoài đó đó hả? Dạ, trụ điện đó còn đập bỏ còn gốc dục cái gục cũ dục đó. Dạ. Còn cái trụ mới nó cầm về trong chút đó. À. Là cái cột đó phải không chú? Dạ, cột đó cột cũ bỏ đó. Dạ. Ừ, sập xuống sông đó. Nó là hết dám ngủ luôn, sợ ngã trong nhà. Dạ. Cái chú vô hỏi là cái đêm mà nó xảy ra sạt lở là chú có mình có ra tận mắt thấy được không hay là ông nửa đêm nghe tiếng động cái ra là khoảng 3 giờ sáng á. Dạ. Ra tiếng động ra là nó sụp ầm tiếp tục, sụp cục lớn lắm rồi nó sụp tiếp tục hơi một. Chắc nó sụp cái âm thanh nó dữ lắm hay chú? Giấc ngủ mình đó ban đêm nghe nó chắc nó động dữ lắm nhưng mà tại mình giật mình thức dậy là nó đã xuống sông rồi. Là lớn dữ lắm luôn á. Con nghe bác ba bạn nói là nó dữ dội lắm luôn. Dữ dội lắm. Ngủ mê đó mà giật mình thức dậy luôn đó. Ra là nó sụp xuống rồi bắt đầu nó làm ầm thêm. Dạ. Rồi cái lúc mà chú gặp chắc không gặp cục nhỏ thôi. Dạ. Cái cục nhỏ nó làm thêm, nó sụp thêm thôi. Không biết nói mà chú ra chú gặp nguyên cái phần đất ở đây trống lỏng hết trơn. Nó mất hoàn toàn kiểu này. Dạ. Chắc mình cũng kiểu như hoang mang lắm thôi chú. Hoang mang lắm. Đúng rồi, rất là giống như là buổi chiều là mình nói chung là đứng ngoài đó mình thấy cái khung cảnh nó đất đai hoặc là cây cối nó tuốt ngoài á. Cái ban đêm gà trống lỡ tới nhà nhìn bên đó một cái hết hồn. Dạ. Thật ghê lắm ha. Lại cái là không có biết được cảnh quan ở sớm mà luôn. Trời lớn dữ lắm luôn. Ra đây là đâu luôn. Dạ. Nguyên một con đường mà mất tiêu hết trơn mà. Vậy là khu vực mình hồi nào giờ là có sạt lở chỗ nào không hả chú? Hình như là bây giờ là tiếng sông lớn là nó sạt đều lệnh chứ. Chỗ nào dài là sạt đều trời chứ. Dạ, cũng có sạt ha nhưng mà không sạc, có chỗ nào lớn chỗ vậy. Chỗ nhỏ nha. Mà chỗ này lớn nhất luôn. Dạ. Người ta qua lại không được, người ta tới đây người ta quầy đầu xe. Mong cho nhà nước sửa lại giết. Dạ. Chứ dân mình đâu có sửa nổi đâu. Dạ. Lớn quá lớn rồi. Có sáng cuốc rồi số tiền cũng lớn lắm đâu có làm nổi. Dạ. Chú vừa là con hỏi cái đường này là mình đi thông về đâu chứ? Đường này là thông về ngã 6 nè, vô đây là chạy ngay đường Đan là chạy ngay Phụng Hiệp nè, đường đó sạt lở sẽ rớt đánh xong là chạy ngay vô Phụng Hiệp. À. Rồi còn mình đi vô cái này. Ra đây là ra mấy dầm. Ra đây đường Nam Sông Hậu á. Dạ. Mà giờ nó lỡ một cái là cắt ngang luôn. Cắt chung đường đi của mình luôn ha. Đi luôn. Không đi tới luôn được nữa rồi đó. Tôi chỉ bắt đầu cho đi bộ được thôi chứ cái cách cái mương đó đâu có làm cách nào cho đi xe được đâu. Dạ. Chỉ bậy mở rào, mở bỏ rào. Lấy gây bỏ khúc cây ngang cho ta đi đỡ đi bộ. Hình như con thấy bên đó là ngày trước cái đó là hàng rào mà trước của nhà của mấy chú đó hả? Có hàng rào trên đó, hàng rào đó tôi mở tôi kéo lưới này kéo dần đây nè. À, cái trụ còn đó. Rồi cái lúc sạt lở rồi mình mới đập ra để nó không có bị ấy nữa. Nó lỡ là vừa tới miếng rào. Cái đầu gỡ rào nó lỡ tới luôn gỡ hút rào luôn. Dạ. Nó sập tiếp tục sập nữa ha. Ừ. Không ra là có ai lặn xuống đó là đo khoảng bao sâu không ai đo chứ. Chưa luôn ha. Ừ. Dạ. Chưa là kiểm tra ha. Không ai đo sâu chứ có bên xã người ta đo về dài chứ. Dạ. Người ta đổ khoảng về vô bao nhiêu. Diện tích bao nhiêu ha. Ở đây thấy nước nó không có chảy nhiều nhưng mà nó sẽ xiết nhưng mà kiểu như sao mà nó sạt lở hay chút. Hồi đó sáng á, cái đường này là đường thấp lắm, đường nước còn tràn qua lại cái người ta đê bao đó. Dạ. Sáng dây đó người ta dục đất lên nhiều lắm. À. Dục cao cỡ đó luôn đó mà bự nữa. Ừ. Rồi nó hẩm dữ lắm. Nó có mấy cái đường xe lỗ sáng đó. Rồi sập sâu quá sâu. Đứng ha. Đứng sâu sáng cạp hẩm quá. Là con sông này nó sâu lắm chứ? Sâu lắm. Ước tính bao nhiêu nếu mà như trong bình thường mình biết á. Thì nó có cái phà đó, nó lấy cái tre mà bự mà chặt cái loại tre cỡ lớn nhất mà nó mượn tôi cầm tiếp nó cầm không dính đất nữa. Cầm lên cái cầu phà đó. Là khoảng 20 mét không em? Không biết luôn nhiêu nữa.
Dạ không, không có tới đâu đâu chứ hả? Cái tre không tới đâu đâu chứ, rồi nó cầm chắc nó bờ chứ nó cầm ra ngoài chút nữa đó. Dạ, vậy là sâu dữ lắm, sâu rồi. Ở sáng cạp sâu lắm. Dạ. Cạp dụng đất lên nhiều lắm mà. Cạp này cũng cỡ 20 năm trước rồi mà nó còn sâu vậy đó. Dạ. Ngày như sâu thêm. Ở khu vực phía trước này là mình có trồng cái gì không hả chú? Chú có trồng tre, trồng dừa rồi mà nó... Bây giờ thì mình nhờ chú là dẫn ra khu vực đó là xem là cái diện tích đất mà khi mà chưa sạt lở là tới đâu nha. Là ngã ba, ngã tư, dạ ông ơi. Cái bụi tre cái đó là mình nghĩ là đất là tới đó đó, chứ không phải gần ở đây đâu. Dạ. Bụi tre là ngày trước còn đất tới đó luôn hả chú? Cái mé sông tới đó đó. Dạ. Ồ, vậy là chú nói là cái mé sông là tới ngoài bụi tre đó luôn, là xa lắm luôn á. Dạ. Dạ, vậy là cái máy sông tới ngoài đó luôn hả chú? Dạ, vậy là xa lắm luôn rồi. Đúng, ở đây là cũng mấy mét gì hả ta? Cũng từ cái mấy mét à. Cái bằng có lá ra đó. Dạ. Mấy sông là cỡ tới bụi tre đó đó. Xa lắm luôn coi. Bởi vì lúc nãy con tưởng là cái đường bên đây hay về đâu là cái nhà của bà con mình, người dân mình lúc trước ở đây. Cái đường ngoài này nè, mất cái đường luôn rồi, vô mấy thước luôn rồi. Trong đó là cái xăng của ổng. Ồ, như vậy là cái đó là cái xăng luôn rồi, cái máy hiên luôn rồi. Xăng có lợp luôn. Dạ. Cái lợp luôn đó mà ta dỡ bỏ luôn rồi. Mất cái lỗ mất vô tới xăng luôn. Đây nè, mình đứng ở đây là mình nhìn thấy nè cái nhắm ngay lại đầu đó là nó mất. Cái đường là rất là xa luôn nè. Đó, cái lỗ nằm ngoài cái khế đó. Dạ. Dạ, khế xuống xong rồi. Vô tới cái xăng ổng dỡ bỏ cái máy to nó bỏ rồi lum đó, con bỏ rồi lum đó. Dạ. Xa lắm. Hỏi ngồi tao nhìn một cái là sáng nghe kinh hồn mặt vía, chạy ra, thức dậy ra coi là hết hồn rồi chứ. Dạ. Mấy đêm đầu hết dám ngủ, sợ lỡ nữa. Dạ. Mà sao nó cũng lỡ nữa mà lỡ nhỏ lỡ hoài. Là sau cái đợt lỡ mà giữ đó là cái này mới là lỡ nữa thêm hả chú? Thêm cái này còn lỡ nữa nè. Dạ. Còn hẳm nè. Hẳm này nó còn lỡ nữa. Dạ, đúng rồi, chỗ này còn hẳm lắm luôn nè. À, mấy cái cáp đi chị nó mới. Đây nè, đất này nó còn lỡ nữa nha. Cái đó là cái móc chằng của cái trụ điện á. Dạ. Trụ điện nó bỏ đó, trụ điện cũ bỏ rồi đó, nó tập tới trụ điện bỏ trụ điện rồi đó. À, là mới trồng cái trụ điện mới đó hả chú? Trồng cái mới vô rồi mà mấy ông điện nó câu vô rồi ông bỏ đồng đồng nó chưa cột lên. Dạ. Bỏ nằm hồng đất nhà vậy đó. Kéo được mấy dầu trên, mấy dưới thấy bỏ đất nhà vậy. Vậy là chưa làm xong ha. Rồi, giữa 10 ngày rồi mất tiêu luôn, không thấy về. Dạ. Ủa chú đó dân lứ hả? Ừ. Dạ, gọi vợ dân lứ trong đây luôn hay sao? Dạ. Nó chỗ mà chú đó bơi là nói là cái đường lộ là tới ngoài đó đó. Nó. Cái mé bờ là tới chuồng ống hút chuồng ống nữa. Vậy đó hả? Ờ, ngoài trời, nhìn thấy kinh khủng dữ ta. Đây nè, cô chú anh chị ơi, nhìn nó bụng binh nè. Ốc mà nổi luôn không? Vậy là sạc xa dữ lắm rồi. Cái mé bờ là tới đó đó. Cái này con nghĩ là chắc ở dưới đây nó có một cái lỗ húng chắc dữ lắm luôn rồi đó. Bởi vì nó sập dữ thằng vậy. Đất lên nó làm cái đê bao chống lũ nè. Dạ, coi nè, kinh khủng không trời. Bụi tre nó sạt qua tới ngoài đó luôn rồi, nguyên một hàng cây dài đó đó. Nó bây giờ là thẳng luôn, xích qua đây qua cái ba cái nhà. Thẳng vô cái đầu đan đó. Dạ, làm chưa đến năm một là không còn gì luôn. Xe tải xe đồ chạy nhỏ nhỏ chạy lên đây lấy trái cây được mà. Dạ. Luôn. Mất tiêu luôn ha. Ghê thật. Vậy về trên đây là có chỗ nào mà găng nứt nữa không hả chú? Cũng để ý coi hoài mà thấy chưa găng. Chưa găng ha. Vì là tạm thời thì hiện tại là ngưng tới đây ha. Ngưng tới đây. Dạ. Ồ, mấy cái chỗ này con nghĩ chắc nó mai mốt chắc một, nữa quá. Nó còn nè. Nếu này chỗ này về gia cố lại sớm thì nó còn lại ha. Nó để chậm chừng 1-2 tháng nữa là chỗ này không còn luôn. Dạ. Cho con hỏi cái chú là tới cái mùa nước nổi là cái đường lộ mình có ngập không? Không, đường lộ này là không ngập. Dạ. Bị sông cạp lên dữ lắm đất. Dạ. Cao dữ lắm mà chừng khoảng 20 năm nay cái này mưa nó trôi mòn bớt rồi nè. Cái đó nó cao dữ lắm. Dạ. Cạp lượng đất dữ lắm. Còn như mà mấy cái năm chưa múc là nó chỗ căn cản đó không ha chú? Ngập không? Mấy năm chưa múc là như chưa múc là ngay chỗ cái cầu ha, cái trụ điện bỏ đó, chỗ đó đất. Dạ. Đất này chưa có múc lên đó. Dạ. chưa dục đất lên làm đê bao đó là nước còn ngập tới đó ha, là dưới chỗ đó là nước tháng nước gông là nó ngập. Dạ. Mấy bữa nước gông là nó ngập
Đường đi bao này là hết ngập rồi nè. Dạ. Nó nặng quá trời rồi, cái nó dưới sông sụp đất nó hẩm quá. Nhìn thấy một cái hổi hồi trời. Chỗ này là sụp sôi lớn nhất mà sâu nhất luôn. Kinh khủng ha. Nó dỡ nhà bỏ con ổng qua, ổng với hai con ổng dỡ bỏ, con ổng bỏ ổng cái. Chú thấy cái nhà đó như cũng đi đâu có ở nhà hay chú, nhà đóng cửa. Cái nhà tường bự đó chú. Dạ bên đây nè. Đâu có người nhà hả chú? Bà với mấy đứa cháu ngoài, ông bà ra ngoài trời ở rồi, trời ngoài vườn, ông đóng ở nhà vậy đó, ông khi ông ra vườn mà cũng đóng cửa lại vậy đó. Dạ. Chứ đâu dám cho mấy nhỏ trong này. Là bắt con cháu là ra ngoài vườn hết luôn. Ngoài vườn có trời mẹ. Dạ. Có ra ngoài trời ở. Trời ơi, thấy gầu không? Phải đi ra ngoài trời ở luôn. Tại sợ. Sợ mấy nhỏ mà gần chỗ này ở nguy hiểm. Người lớn thì mình còn biết đường mình chạy mình trốn. Nói chung là hiện tại là chúng vẫn chưa biết là cái ở dưới đây là sạt nữa hay không, chưa biết độ sâu như thế nào nữa. Nó có ngưng chưa hay nó còn sạt nữa. Dạ. Nói chung là mấy đứa nhỏ ra trời rồi. Dạ. Hiện tại ở trong nhà. Dạ. Giờ chắc hiện tại chắc ngủ ở trong nhà là chắc ổng ơi hồi hộp lắm ta. Mấy bữa nay hồi không thấy ông coi ổng bữa nay ông ấm nhách luôn. Không mất ngủ rồi. Dạ. Nhà hư nữa. Cũng lo thấy màu. Gầu lắm luôn á, gầu. Lớn tuổi không gầu nữa. Dạ. Mà không ra tiền nữa, giờ phải cắt cái nhà mới. Bởi vì tiền đâu mà cắt nữa. Ừ. Thấy gầu không? Không biết là chú có nhà không ha chú? Chú đó không biết có nhà không ha? Có nhà hỏi chú rồi. Bữa nay chú không, rồi, sao rồi? Nhà đó mà nắng này thì không ở trước được, không ở trong hay là không đi ra giường không biết. Dạ. Rồi cảm ơn chú rất là nhiều nha. Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Chú ở đây thì nói chung là giờ cũng đang hồi hộp. Chỗ này năm nay dạ. Lỡ vài năm nữa nó cũng lỡ nè. Dạ. Gầu quá gầu. Nó lỡ dữ lắm lỡ. Dạ. Hết hồn. Cho ở đó thấy người đêm qua rồi. Dạ. Sợ hả chú? Ừ, sợ. Là hồi mà nó vẫn còn lỡ dạ. Nhẹ rồi. Là hồi bữa đó là mình còn ở trong nhà luôn không hả chú? Nhà. Thì trong lúc lỡ đó là ngay trong lúc 3 giờ đêm mùng 5, 3 giờ rạng sáng nha. Dạ. Đó là rồi tôi cũng tính sáng mình mua gà vịt gì dặn mình làm mâm cơm cúng ông bà rồi mình ăn. Dạ. Bị lỡ cái kinh hoàng thì tôi bỏ cuộc luôn. Thì bữa nay là đúng giáp tháng đó, bữa nay mùng 5. Dạ. Vậy là đêm đó mình là mình nghe cái tiếng như thế nào thế chú? Trời đất ơi chú ơi, nếu chú nghe một cái chú vùng rợn luôn. Nó làm mà góp phen làm hư. Dạ. Còn hơn dòng bão nữa. Nó tản cơ hồn vậy đó chú. Chú. À, nghe dữ dội lắm hả chú? Dữ lắm. Trời ơi tôi nghe là kinh hoàng luôn. Tôi ra tôi bắt đèn á. Tôi dòm mà tôi cảm thấy là tôi sợ tôi mắc thục. Tôi nói vô trong nhà. Không dám ở ngoài. Dạ. Nói vậy đó. Ổng đến đó, ổng như vậy mà chừng cả nửa tháng nay ổng mần nha, ổng mần không nổi luôn. Tôi dạ. Chắc tôi nói là tôi lớn tuổi chứ còn khỏe mạnh lắm. Mà không gai tôi mà không nổi. Không gai là ổng mần không nổi luôn đó. Là giống như là mình ám ảnh hay sao hả chú? Không phải ám ảnh. Mình thấy suy nghĩ cái buồn cảnh, lòng sao đâu á. Cảnh đời mình sống từ hồi đó tới giờ. Dạ. Mà mình gặp cái cảnh này cái quá rồi. Là như thế đó. Tôi thấy là tôi không còn tưởng tượng nào nữa. Dạ. Cái chú tính từ năm nay là tôi 66 tuổi rồi. Chứ người ta nằm khi chưa được 60 người ta còn vẫn bị yếu rồi. Tôi còn mạnh lắm. Dạ. Nhưng mà từ hôm đó tới nay còn ăn cơm ha, lúc trước tôi có dưới 500 cơm đâu, bây giờ tôi chỉ còn 3 chứ. Ăn ít lại ha, giống như là mình ám ảnh, mình sợ vậy ha. Uống sức luôn. Dạ. Vậy là cái ngày mà ở đây sạt lở đất là bắt đầu lo ăn, mắc ăn, mắc ngủ hay bắt bà? Không. Cái bữa mà tôi mới thấy mới ban đầu con tôi nó đi chợ về chắc ngủ sáng xuống. Tôi không thấy nó nằm thấy ngủ là nhìn thấy nên là cái gì đâu không này. Chứ mặt mình nó không buồn vậy đó. Rồi tôi tính cũng lâu lâu ai ngờ nó nhanh vậy đó. Tôi là mà mấy người đó, thằng rể tôi ha nó bị từ nào vậy nó chưa chứng kiến á, tôi biết nó làm sao nó cũng như nè hai giò nó đánh mật luôn à. Đánh cầm cặp vậy luôn hả? Ừ, đánh cầm cặp luôn á, trời con nào hú hồn với dưới luôn không ạ? Hồn nó rung là kiểu này nè. Tôi nói trời ơi, cái gì dữ này con, nó nói mà nó đánh một cặp luôn. Nó sợ vậy. Cái đồ đội nó sợ là tôi lạnh lùng luôn.
nhờ bác ba dắt lại nhà đi, dạ. Bác ba chỉ những cái nơi đó lúc cái giờ dắt thì đó bác ba biết rồi đó. Dạ. Bác ba ở bác mấy ta? Hả? Chú thứ mấy? À, tôi thứ bảy tên tiếng. Dạ, chú bảy tiếng ha. Chú bảy sẵn dắt về nhà cho tôi đem tụi con quay gần cảnh cái nơi là cái trước cửa nhà của mình bị sạt lở đó chú bảy. À. Dạ. Này giờ chú dắt về ngay cái chỗ nhà chú luôn nha. Nhà chú là cái nhà mà tường lớn đó đó. Ờ, có nhà đó. Dạ. Con này con ghế nè. Con ghế nè, con dở đây. Dạ. Sợ quá là dở luôn rồi ha chú. Dạ. Rồi mấy ông hỗ trợ cho 30 triệu. Dạ. Nhưng mà cất rồi mấy ông mới qua cho nha. Dạ. Và hộ này là cũng con luôn nè. Dạ. Đây đây là nhà của chú đây ha. Là bữa đó là mình ngủ ở đâu ha chú? Lúc trước tôi ngủ trước này không à? Dạ. Rồi tôi thấy vết nứt vậy đó. Dạ. Cái tôi không dám ngủ ngoài, tôi mới vô trong. Đó. Thì trong lúc mà nó chuyển động đó là tôi mới nghe, tôi mới là bắt đèn đó. Ra. Thì nó làm hơi góp ha, ghê lắm kìa. Nó tương tựa như là mò mà cái cổ que mà nó cào lộ vậy đó. Nó gỗn ha. Nó xuống mà hơi vậy. Trời ơi, như là trong bão luôn. Thì ghê vậy đó ha. Ừ, như trong bão luôn. À, tôi nghe một cái là tôi rùng rợn luôn. Dạ. À, tôi ra đứng đó rồi đất nó rung rinh nè. Tôi cũng sợ nó thấy nhà đi ha. Tôi mới thốc nói vô trong. Trời à, tôi cũng từ đó giờ năm nay là tôi nói thiệt chú, tôi 66 tuổi rồi đó. Mà chưa có cái trận nào mà gặp gỡ như trận này. Dạ. Cũng khiếp. Kinh hồn bạc vía ha. Kinh hồn luôn. Dạ. Thì tôi cũng giới thiệu chú. Tôi đây là ở ấp Phú Lộc, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Dạ. Tôi là Nguyễn Văn Tiến. Dạ. Ngay chỗ đây là ngay chỗ tới hàng ba của mình luôn đó hả chú? Này là cũng như tôi đóng dịnh lại. Dạ. Đặng mà mình thời gian mà mình kịp thời dở nè. Dạ. Để cũng nó tới rồi mình làm không kịp. Nhưng mà thấy tạm được, đóng luôn là thấy nó có dính. Đặng mà mình thời gian dở. Dạ. Mấy ông qua mấy ông thấy cái này nè. Bởi vì tôi làm mấy tháng là mấy ông nó trà cái này quá đồ nặng này. Bây dạ. Giờ là ông tốn tiền nhiều ha. Ông kịp thời ông cắt. Mà làm sao mà cắt cho kịp nó. Dạ. Không phải dễ. Chú coi đó, lúc đó tôi làm toàn sắt 12 không à. Không đâu phải dễ làm. Dạ. Giờ là nguy hiểm ha, tới không. Cái hàng ba của mình luôn rồi. Thì tới luôn rồi, có ghế chung vậy, có con nhỏ, có thằng trai này còn tạm ngờ sau mà đều, nó cũng tới từ tới chứ ha. Vậy con nghe là chú Bảy tối đâu dám ngủ nhà hả chú Bảy? Hôm nay ngủ mà đều YouTube trong, không dám ngoài. Thì con nghe nói là chú Bảy phải đi ra ngoài sau trời ngoài sau để con cháu ngủ ngoài. Ra ngoài. Thì tôi còn đứa con gái cho cất nhà ngoài vườn á. Rồi bây giờ là cất nhà cặp với nó bị hỗ trợ cho 30 triệu đó. Thì bây giờ mình mần cặp với nó. Dạ, yeah. Nó đỡ ha. Ờ, cái bờ mình cũng đâu có được lớn nhưng mà chỉ có tôi mới mần cái bờ là bề ngang 8 mét. Bởi anh ra cho nên cứ nhờ cái bờ vậy mà cất được hai cái nhà nhỏ nhỏ. Yeah. Chứ không khỏi là gặp người ta là mương mà. Yeah. Mần bờ nhỏ nhỏ rồi lắp mương đâu có nổi. Đuối lắm. Ở tôi nhờ làm bởi ai cũng thấy lúc đó tôi mần bờ. Mấy ông nói trời ơi ông mần gì mà có bờ tôi thấy tôi lạnh lùng kìa. Không như vậy rồi nhờ phút này mình cũng có dịp mai. Dạ. Ra đó ở. Ở đỡ được ha. Ở đỡ được. Chứ bây giờ ở trong nhà này là thôi chắc sợ lắm rồi. Trời ơi. Ám ảnh lắm rồi. Ừ. Đâu có dám. Dạ. Ban đêm buồn phải không? Có khoảng chừng 8 giờ tôi còn ở đây. Hãy cầu trời. À, tôi phải cầu lên lắm mà điều của nó không có dính nhiều không. Dạ. Lâu lâu còn 2 ký, 1 ký vậy đó. Dạ. À, cá này cá kia nó cũng đủ nổi. Bác bơ chú Bảy cho con hỏi là cái lúc mà chú Bảy thấy được cái cảnh mà nó sụp đất ở đây chú Bảy, chắc lúc đó mình rung lắm không chú Bảy? Rung, trời ơi tôi đứng đó. Tôi bắt cái bàn lên là tôi nhìn tôi thấy là không phải nói cho hắn là tối tăm bề mặt luôn. Dạ. Không phải nói là tầm thường đâu. Ghê lắm. Nó không phải là nó rỡ mà mình tới tâm cái độ nó xuống á nó hì hen cái hơi nó phực mạnh lắm, nó kêu cái cây cột điện như theo này hú hú luôn,
lúc đó là đứng gió hay gan như vậy luôn. Ghê vậy đó. Ờ, mà nó cái bà cái cột chi theo này nè, nè chú lại tôi chỉ cho cột chi theo. Ủa nó sụp sao mà cái hơi gió khủng khiếp vậy hả? Chú chú quay. Ghê vậy ta? Đó, cột chi theo đó mà vậy mới kêu á. Trời ơi, ghê vậy đó hả? Ờ, lúc đó là nó kêu hú hú, tôi nói tại tại cái gì ngộ vậy? Đứng chân mà sao cột chi theo kêu? Làm như cái độ này nó hút xuống à, là sao đó? Nó cột chi theo nó kêu. Ngộ ta. Ghê vậy ta? Bỏ tôi mới ghê tôi. Tôi mới ghê hùng, tôi nói ủa cái gì kỳ, đứng chân gió mà lại cột dạ. Kêu khi nào gió mạnh cái cột dây theo nó mới kêu dạ đó. Mà cái này nó lỡ của nó là cột dây theo kêu có nghĩa là cái đất lỡ xuống thì nó chắc có thể nó hút hì hì thôi chứ nó hút cao quá tôi độ vậy đó. Lúc mà chú Bảy đi ra là chú Bảy có thấy cảnh nó đang sụp không chú Bảy? Đang sụp, mới đầu nó rớt thì nó chưa có nhiều hùng thì tôi nghe hì hì tôi mới ra. À, bắt đèn ra thì tôi dòng thấy trời ơi nó làm góp hơi đùng nghe rơi luôn nghe lạnh luôn. Với nhà chú Bảy em nghĩ thì kế bên đây cách khoảng tầm khoảng mét mấy hay gì hay chỗ chú Bảy mét mấy hai mét là tới nhà rồi à, hồi đó mấy đất ra tới ngoài đó đó tới mấy cây đó luôn đó dạ mấy bụi tre phải không bác? À, không có mưa bụi tre thì nó nằm cũng sát cái à, tới cái chỗ này ha cái cây nhỏ mà vậy mà nó đưa ra ngoài vậy đó dạ. Thì tính ra là từ đây ra tới ngoài đó là tầm khoảng từ 10 mét có trên 10 mét nó ăn sâu như thế dạ rồi ơi hôm nay là tình cảnh người ta đến đây là quay cái tình cảnh của tôi khủng khiếp luôn đó. Dạ khiếp bao nhiêu đó chú Bảy lo nhưng mà chú Bảy hình như là mắc ký nữa chú Bảy hả chú bữa nay mắc ký hả chú Bảy xuống ký luôn xuống tôi nói không phải nói không hôm đó tôi năm mấy ký bây giờ theo nếu cần nữa còn phải chừng 45 ký là tôi đặt. Trời ơi, sụp ký gầu nhiều luôn, gầu. Nhà cửa mà. Tôi ăn cơm là khi tôi thấy tôi dài vậy phải không? Tôi ăn một bữa ăn là 5 chén, 6 chén cơm. Mà bây giờ tôi ăn chỉ còn có 3 chén. Ăn không được phân nửa nữa. Ờ, ăn chỉ còn có 3 chén. Ờ, để tôi nãy ở ngoài nè, nãy ăn cơm ngoài. Cái nó ba rồi, sau lúc này ba ăn cơm ít. Ngủ rồi tôi không có uống. Tôi mừng mạnh khỏe lắm chú ơi. Dạ. Người hang bồi xình cây cối hang khỏe lắm mà xảy ra cái việc như thế này chú Bảy mắc ăn mắc ngủ mắc luôn. Ăn mắc ngủ yếu đúng lưng hả chú Bảy yếu luôn đi gầu quá thầy giống kiểu kinh khủng luôn gì hả chú Bảy hả cái này kiểu như ngã ba sông nhiều không cái này nè thuộc về năm ngã tư rồi ngã tư luôn hả cái kinh nó chạy thẳng qua sông bển bên kia nữa cái sông bên kia nhỏ hơn dạ ngày trước là như ngay đây là cái bến tới đây là từ ngày xưa luôn nha đây là dầm kinh nhỏ dài dạ phía bên này bên kia là dầm kinh nhỏ cục bị bên kia qua bển phản chừng cây mấy số là nó đụng con sông bển rồi dạ người ta mới gọi là kinh nhỏ cục còn đây là kinh nhỏ dài này ngang qua tới phụng hiệp luôn đó người ta mới gọi là kinh nhỏ dài dạ đó. Nhỏ mà dài hả nhỏ mà dài còn bên kia nhỏ mà cục á bởi kia dạ rồi hai anh con cảm ơn chú Bảy rất là nhiều nha dạ chúc chú Bảy nhiều sức khỏe nha dạ cũng cảm ơn hai cháu dạ dạ khi nào có dịp nào hai cháu có đi đây rồi mình ghé nhà uống nước nâu rồi dạ thăm chú ha dạ con ở An Giang lận An Giang hả dạ dạ hồi lúc trước cũng có xem đài ở An Giang cũng đỡ cũng chữ lắm dạ nhiều lắm luôn cũng nhiều lắm luôn dạ thôi cảm ơn chú Bảy nha dạ dạ ở đâu bà con tao nhân lưới vậy kìa đây nè bây giờ thì mình cập nhật lại dài lại khu vực sạt lở này nha chung là cây cối ở đây là bà con người ta đốn hết luôn rồi nè đây là một cái cây trụ điện nha đó bây giờ là coi như là nằm ở đây luôn rồi giật lở trơn luôn ta kinh khủng luôn ta ơi phải nói là một cái thiệt hại rất là nặng nề đối với bà con nha. Nó này là trong sân nè. Hết hồn. Đây là cái cục điện. Hỏi ngồi. Mình sợ nguy cơ là nó sẽ sạt lở nữa nha chứ không phải là như vậy không đâu. Nói chung là nhà bà con giờ người ta rất là sợ luôn.
nhìn hỏi thôi ta. Đây bây giờ thì mình qua cái khu vực đường đan này cô chú anh chị ơi. Cái nguy cơ mà nó sạt lở xuống nữa thì rất là cao nha. Đó, bây giờ mình đi xuống đây nè. Xuống chỗ cái đường đan sập xuống nè. Đó. Hiện tại nè. Đường đan ở ngoài đây nó đã chống lẫn như thế này nè. Nhìn ghê không? Nhìn một cái là không thể tưởng tượng được á. Nhưng mà cô bác ở đây người ta rất là sợ là tại vì có thể là ở đây nó còn rất là sâu, ở đây là sập xuống nữa, nên là cái nguy cơ sập xuống nữa là rất là cao luôn. Bởi vì bây giờ bà con người ta rất là sợ luôn cô chú chị ơi. Thì một cái là một cái cảnh tượng là không có thể nào mà diễn tả được bằng lời á. Nó sập một cái là kiểu như là chấn động luôn á. Nhìn nó kinh khủng không cô chú chị. Là ba căn nhà nha, hiện tại một căn nhà đã dời đi, còn hai căn nhà thì vẫn còn ở lại đây bám trụ. Nhiều khi bà con người ta ở đây là chỉ có cái phần đất này thôi, nhưng mà dời đi vô khác thì phải có mua được một nền mới. Nhưng mà thường thường là bà con ở đây là rất là khổ, nên là muốn mua được cái nền mới là phải có một số tiền. Phải nói là hiện tại bà con đang gặp rất là nhiều khó khăn luôn. Ở đây là một cái bến đò nghỉ hoạt động khoảng tầm một năm mấy nay rồi. Bởi vì bà con rất là khổ nha. Mình cũng cầu mong là sẽ không có những cái tai nạn như thế này xảy ra nữa để mà ảnh hưởng tới bà con. Bà con rất là khổ nha. Rồi tới đây thì có lẽ clip của các Tùng Đốc cũng sẽ kết thúc nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn có nhiều sức khỏe, luôn gặp được nhiều may mắn bình an trong cuộc sống nha. Chứ đừng quên để lại một đăng ký kênh, mình là Cô Bí và chia sẻ clip nha. Rồi tạm biệt và hẹn gặp chúng chị vào clip sau.